Chào mừng các em đến với kênh Tiểu học Channel. Các em thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau sắp xếp lại thứ tự và kể lại nội dung câu chuyện Ai ngoan sẽ được thưởng. Các bạn lắng nghe cô kể chuyện nhé. Có lần bác Hồ tới thăm trại nhi đồng, ai ai cũng vui lắm khi thấy bác ghé thăm. Bác Hồ cùng các em thiếu nhi đi thăm phòng ngủ, phòng ăn, nhà bếp, nơi tắm rửa. Ai cũng muốn nhìn bác cho thật rõ. Khi quay lại phòng họp, bác hỏi các bạn thiếu nhi rất nhiều câu như: các cháu chơi có vui không? Ăn có no không? Cô giáo có mắng phạt không? Có thích kẹo không? Một em có ý kiến: ai ngoan sẽ được ăn kẹo, ai chưa ngoan không được nhận kẹo của bác. Tới lượt tổ, em không dám nhận kẹo vì tự biết rằng sáng nay em còn chưa ngoan. Bác trìu mến chia kẹo và khen ngợi em đã biết dũng cảm nhận lỗi. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Qua câu chuyện này, các em thấy bạn Tộ là một bạn nhỏ có tính cách như thế nào? Các em hãy comment bên dưới cho cô biết nhé. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Các em hãy tiếp tục like và subscribe kênh Tiểu học Channel để được lắng nghe những câu chuyện tiếp theo. Bên cạnh đó, các em cũng có thể truy cập vào fanpage Tiểu học Channel và để lại tin nhắn, đề xuất những bài học, những câu chuyện mà các em muốn được xem trên kênh Tiểu học Channel. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!